tôi được gặp cả nhà trên kênh của Ivy. Ok, hôm nay Ivy sẽ dẫn cả nhà đi thăm khu vườn nhỏ xíu nhân sinh của Ivy nè. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Ok, Ivy sẽ cắt cái bí này nè. Bí này cho cả nhà xem. Nó nằm trong trong rậm nè. Ây. Wow, nó bự. Nó đẹp. Okay. Lại đây đó. Ok. Coi thử cái dưa nào chín. Nè có cái dưa đây nè. Đó. Mình cắt cái dưa này nè cả nhà. Cái dưa này chín rồi nè. Cái đầu của nó cũng màu rau rồi nè. Ivy nghĩ nó chín rồi. Vì cắt nha. Đây một cái. Cái này nữa nè cả nhà nè. Hai cái. Nhỏ xíu xíu cả nhà, cái này nhỏ xíu cỡ này à. Bỏ vô đây. Coi thì còn cái nào nữa không? Cái này thì chưa. Cái này còn xanh cả nhà. Xanh. Cái này được này cả nhà nè. Cắt cái này. Ba trái. Nhỏ xíu nè. Uh-huh. Cái ớt này cả nhà. Nó dài mà nó nhỏ xíu xíu à. Nó không có mập. Nó nhất là nó dài mà ớt. Cả nhà thấy không? Anh ớt này thì ai biết, không biết nó cay hay không. Trồng thử lần đầu tiên. Tại vì thấy ớt chín này nè. Đây ớt chín đây. Đây đường cây ớt này. Ok, nó quằn quằn béo béo này không biết nữa. Nó cây thì nó thế nào đây. Thử mới biết được. Ok, hái dưa leo luôn rồi đó nhà nha. Bữa giờ Ivy cũng hái nhiều dưa leo rồi đó. Ivy hái hai trái cà này nè. Đây nữa này cả nhà. Ba trái. Hãy cắt vô chứ không thôi chút nữa mưa trời đã mưa trưa mưa này cả nhà sẽ nứt trà sẽ nứt nứt cả nhà. Tay nữa này cả nhà. Chị xương không cả nhà. Chất đầy vỏ rồi cả nhà ơi. Đây nè. Đã không cả nhà. Trồng mà có trái vui lắm cả nhà. Đó, cảm ơn cà bi này cả nhà. Đây là cái trái. Mấy cái này hái được không? Chắc còn non quá cả nhà không? Cái này nữa nè cả nhà. Ba trái. Ok. Năm trái luôn. Hôm nay mình lấy được 5 trái u hoa. Cái này gì? Hái luôn đi cả nhà ha. 6 trái u hoa này cả nhà. Đây quay có cái dưa đó. Đây. Đây, trái bí. Trái bí này cả nhà. Bự rồi. Cái bí bự rồi cả nhà ơi. Còn trái bầu cắt luôn đi cả nhà. Hôm nay nó cũng lớn rồi nè. Giờ hết mùa rồi. Nên còn nhiều hái nhiều cả nhà nha. Anh đây bầu sao này cả nhà. Ở nhìn anh tốt tướng thấy không? Cái trái được hai thì ra được hai này bự hơn cái trái được một luôn á. Được một nó ốm hơn xíu. Ivy cắt nè. Đây một sao nè cả nhà, dễ thương không? Còn trái đây không biết già chưa không biết nữa. Cái này chắc cũng được cắt được rồi đó. Đỡ đây cắt luôn đỡ nó già.
cặp bò sao. Dễ thương quá. Để bỏ vô đây. À, anh đang nó đang ra trái non được 3 này cả nhà. Đang ra trái non cũng nhiều đó. Không biết có kịp vô cái kịp thu hoạch hay không. Sợ vô mùa đông. Nó lớn không kịp. Đây nè, đó. Ra trái non cũng nhiều nè. Đây nè cả nhà. Đó, thấy không? Đây nè. Đó. Không biết có kịp để thu hoạch hay không, sợ vô mùa đông á. Còn vài tuần nữa chắc ok. Nhà tốt quá trời luôn, lá là đẹp, xanh mướt luôn à. Nè đó, cả nhà thấy không? Nè đó, đang ra trái non nè. Đó. Ra trái non được 3 cũng nhiều á. Ừ, chúc đang nè đây nè. Đó. Ok, mình đi qua bên kia mình coi thử có cái dưa nào để hái nữa không. Coi có cái dưa nè, dưa đang là hái nha cả nhà. Nãy nãy Vi đi dạo qua một vòng rồi mới thấy có con trái sắp sửa chín. Tại vì Vi bọc cái bị lại cho nó nằm trong bị, sợ mấy con sâu đó vô đục ở cả nhà, nên Vi bỏ vô mỗi trái trong cái bị. Tại bỏ vô bị con cúm nó không có tới, nó đậu để nó để sâu trên, làm nó xanh sâu ra trên cái dưa, nên Vi bỏ vô trong cái bị luôn đó. Rồi có cái hồi nãy Vi thấy ra vườn, Vi thấy có một trái đi vàng rồi. Đây nè, trái đi vàng rồi nè. Chà, nó rụng luôn à. Mày nó rụng luôn rồi cả nhà. Nó vàng dễ thương con, nhỏ nhà nó rụng luôn rồi nè. Có mùi thơm này nè cả nhà. Thơm. Thơm mùi dưa gan lắm. Nó được con trái à. Còn mấy cái đây cái này kìa, còn mới đầu ẩn ẩn nè. Đó, nó đầu vàng. Nó chưa có rụng đâu cả nhà. Chờ nó rụng á thì lúc nó chín ăn mới ngon. Đây nè. Ai Vi bỏ vô trong cái bị. Đó. Dễ thương chưa? Đây nữa nè cả nhà. Anh này cũng đều ở đợi nó vàng hết rồi nè. Vàng đợi hết rồi đó. Ốp bữa này chín vàng rồi nè cả nhà. Ai Vi có cái rổ này dễ thương chưa? Đây nè, dễ thương chưa cả nhà? Có cái rổ dễ thương không? Em đi lót giấy ở đây để cho ớt nó không bị dập. Ok, mình hái ớt đi cả nhà. Lặt được không ta? Trời ơi. Em đi nhà em đi thích ăn ớt hơi hùm cỡ này nè, không thích để chín. Để chín nó mềm. Đó. Để chín nó mềm ăn nó ngon, hùm ăn nó mới giòn. Nó mới thơm. Mình cắt cho nó nhanh đi cả nhà. Trời, chuẩn bị đang chuyển mưa kìa. hùm hết rồi nè. Cái vàng cỡ này là ăn nó thơm. Chứ đợi nó chín quá ăn nó mềm nó không ngon cả nhà. Ở nhà thích ăn cỡ này. Nó thơm mà. Cắn vô ăn, khi ăn mình ăn mình cắn miếng nó giòn ở trong miệng dễ mà ăn mùi nó thơm. Đã lắm cả nhà ơi. Mùi ớt này nó thơm lắm, ăn là nó quyến rũ luôn. Ăn là phải nhớ nó chứ không biết quên được. Mùi thơm của nó quyến rũ lắm. Đây cắt cho lẹ để cho mưa, trời đang báo mưa rồi, thời tiết không hái thì nó chín quá. Chín quá không ăn nó ngon. Bữa nay anh vàng ươm rồi, ngon quá. Được vài trái này, trái thì hái về thì cũng nhiều, hái nhiều cả nhà ha. Trời đón mưa rồi đi. Đây ok rồi, hết rồi cả nhà. Cơ hái được như đây này cả nhà. Đừng ớt lên nè. Ok. Hôm nay IV ra vườn hái được mớ ớt với lại mớ rau mớ củ
bầu, bí, dưa. Cái đặc biệt cái dưa gà Ivy thích lắm. Ok, bây giờ video của Ivy đến đây là kết thúc rồi. Trời đang nhỏ giọt mưa rồi cả nhà. Ok, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà lại video tiếp theo. Bye bye cả nhà.